Nói chung là năm nay mình dư được 70 cả nhà. Cái này là chủ gia là xì tết cho mình nha cả nhà, lâu quá không gặp cả nhà mà. Nè bữa nay mà mình đi chơi tiền mà chủ gia nó lì xì tết đưa lên lên là Minh Bự ha. Minh Bự xuống chào nè, vui vẻ vui vẻ với bà con chứ không phải phết lối, phết lối gì mà đưa bao nhiêu tiền á, không phải phết lối đâu. Xin chào cả nhà nha. Bữa kia thì mới đám cưới, bữa nay thì chú ba lại đi xuống để mà chia tiền nha. Này chú ba biết còn dư được bao nhiêu đây? Dư gì? Chú ba thiếu bao nhiêu á? Ở chú ba còn âm nợ được bao nhiêu thì cũng biết nha. Âm lại chắc cũng cỡ 30 rồi cả nhà. Nói chung thì cũng chưa biết là chia được bao nhiêu tiền nữa. Có gì xíu nữa thì đi qua chia tiền thì em quay cho cả nhà xem biết được mấy tháng mình đi mấy tháng ta? 5 tháng hả? Để xem được 5 tháng ở trên biển thì mấy anh em chia được bao nhiêu tiền nha. Giờ thì anh em mới tập trung lại thôi. Đấy, chạy kìa trời qua nắng không à, trời đen hết chưa. Đó, đủ cái tụi bây giờ ta đâu đưa hậu luôn. Gì nó chơi kỹ thuật à. Bản điểm của mấy anh em. Kỹ thuật chơi game. Quay cho cả nhà xem nhé. Cái sao bọt chả không cài, ghê mạc luôn á. Kiếm bao nhiêu cài. Nè. Gì ghê đồ mẹ ghê, ông mua mạc luôn vậy. Đồ mà dành dữ còn cái gì nữa chứ. Đang vô lấy tiền. Đâu đó đàng hoàng chứ sao. Đây lãnh tiền rồi. Ai đi đủ thì lấy đó. Chưa tới đó nè. Hải nè, kiếm lại tám chín chưa má? Hải rồi. Bự nè. Có bự như nhiều. Ngon lại. Dạ, 8 triệu bự nè. Dạ, bự 1 triệu là bự. 6 triệu nha. Lại với con trắng gà. Dạ. Ốc, ốc trắng được ốc. 3 triệu. Ừ, cho nhiều mấy chục ngàn. Quanh nè. Anh Quanh nè, 27 triệu 370. Hai có đi đâu? Không có đây đâu. Em 35 triệu 900. Đi đâu chứ? Chiều lại kiếm 3 triệu cho 1 triệu luôn. 1 triệu. Đi đủ đó. Còn mấy người đi không đủ thì là không có. Hello. Năm vô là 3 triệu 4 triệu. Ừ, đi với tiền tôi không? Đi tiền của tôi không? Ờ cái đó là hơi để đi để sao. Không không. Tiền này cũng mà hai rồi cùng lúng đây tôi cũng hết rồi lúng rồi nhiên bao 5 triệu 4 triệu 2 triệu nhiên còn thiếu lại 8 triệu mấy nè rồi đâu đi về 8 triệu 2 nhiên thiếu 8 triệu 2 Hiếu nè. Hiếu bao nhiêu? Rồi mình hiếu được nhiêu? Hiếu rồi. Hiếu ra đâu. Hiếu lại nữa. Cho 3 triệu 890. Hiếu lại 4 triệu nữa nè. Mình hiếu thu lại 4 triệu. Vô bán 5 lắc kia đi. 4 triệu mốt xong luôn. Tài. Bông lại đâu rồi? Bông lại lấy gì bên. Lại kiếm tiếng đâu con tiếng đang lặm lên rồi kiếm gì biết. Tài mà tài. Không phải mà đi nữa thì phải ăn tiền trả tài cho cho cả khổ luôn chứ. Thiếu tiền người ta trả rồi đi. Có cái này nó khổ mà. Phim là 54.740. 54.700. Bao nhiêu ạ? Trừ cho 35 triệu. Cái 35 rồi thì
cá nữa, bảo cháo. Còn lại 18 triệu 540. 18 triệu mấy rồi. Đặt vô xanh đỏ đi. Năm nào các chị thấy chưa đâu quân học đại cô bán cái gì là gì gán đi qua Tết. Kiếm lại chứ sao giờ. Dư gì? Thì công được không dư nó cho chốt. Cho chưa? Cái mình ở nhà chứ mình cũng có cô gạo à. Đi nghe tao nấu sẵn ăn chứ. Không tốt gì chứ. Không tốt gì chứ, tao làm công là làm được. Thì Hải à, Hải. Không được chứ, mình chứ nghe tao nó còn sẵn nhà rồi chứ. Rồi cho anh Bình 4 triệu, còn triệu trừ lại cho Tài. Tại anh đoán nghỉ 1 tháng. Cần nó làm được cái nữa. Đen đâu? Đen. Đen còn mà. Bao nhiêu? Đen gì không biết. Đen 28 triệu rồi, mình còn có 2 triệu à. Bự 27 triệu rồi. Bự tịch quá. Bà vậy nha, không cho mượn á thì gái còn cho mượn rồi. Nè, triệu nè. Hết tiền. Bốn triệu. Nãy nó cho mày chưa ta? Ngon quà đó, quà 9 triệu 6, mượn 7 triệu, còn 2 triệu 6. Quà đâu? Dạ. Còn 2 triệu 6. Nè, 2 triệu 6, 60 nè. Hùng nè. Con mới đâu đó. Hùng 28 triệu. 114. Được ra 24 triệu. Không thôi được đó. Còn 4 triệu. Còn đi được chứ mấy con có đi đâu. Mấy năm mấy tháng trời. Chứ mấy? 2. Nhiều 4 triệu 20 hát. Chịu hết luôn. Cái cá chịu giống hả? Mà đứa trai 2 triệu không? 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. Chẳng sao chưa gửi luôn đi cho chẳng. Có 60 ngàn. Nè. Tôi cắn cái này, tôi cắn cái này. Không, cái đó có 4 triệu mấy à? 4 triệu à, 4 triệu mấy à? 4 triệu tư 4 chục. Ừ, cái đứa ba đó. Thế lại gì trời ơi, mới cái giờ thế nào bả đây. Hả? Mượn tiền ngoài game mà. Có 2 cuốc đó. Theo tải. Anh 41 triệu 860. Cộng Nam luôn. Nam 8 triệu 48 triệu 300. Này còn dư nhiều. Còn bớt thêm 10 triệu không? Vậy mà mày nói trừ rồi. Hả? Mày nói ổng gửi 2 triệu mày đưa. Đâu có cái điện nó ghi. Đâu có cái điện nó ghi. Trong rồi. Đi đắng đưa mẹ. Nè cho 5 triệu này là tài cãi. Tài cãi 5 triệu nữa. Thanh đó. Đi là tao nhậu rồi. Rồi hết. Hết. Trần chịu. Đó phải rồi. Nói đây mà không nghe hả? Không. Còn thiếu lại 3 triệu 295. Rồi tốn đi trời. 3 triệu 295. Ừ. Rồi anh chịu nào chưa? Rồi. Tại em chia tiền của Mực á. Rồi anh Nhi có chạy mong anh Nhi. À ứa dài quá anh Nhi ơi. Không trả thì sao đi. Không trả thiếu của anh vậy sao đâu. Ứa dài quá anh Nhi ơi. Anh thiếu đi. Hết tiền sẽ tết rồi. Hôm mấy ba này thay em đi. Rồi đó lấy này. Đi biết đâu. Đổ tiền gì vậy? Nó không có lấy bia rồi ơi. Không lấy bia lấy lại thùng bay. Đi cho 300 400 đi. Chứ đường xa mà ai đâu chở tới chển. Nè lấy tiền. Dạ. 400. Hả? Chứ tôi đeo khẩu trang không mà. Chịu rồi mà tiền xe. Thì ai không lấy bia thì lấy tiền. Đi đổ xe thì xe rồi ôm thùng bia về cho có quà tết đồ vui vẻ
xe lắm cho tiền xe ba người nè, ba người chịu lấy tiền đi, không biết không trở về đường xa quá trời. À, chú ba đi năm tháng mấy được chia được nhiêu tiền nè? 28 triệu. Năm tháng mấy được 28 triệu? 28 triệu. Tính giờ tháng nhiêu là tính 5 tháng đi, tính 5 tháng đi, tính 5 tháng được 28 triệu đi, rồi tháng được nhiêu? Tới 5 triệu mấy 6 triệu. Hôm nay hơi bị bèo. Là cầu á, cầu quá trời luôn, quá trời cầu. Cái này năm sau mình khỏi tốn tiền đó, bữa năm sau khỏi tốn tiền chi phí đó, mình tính lại khác. Sao tới chia tiền cũng làm cầu khác rồi, không tính rồi. Đâu còn cái cầu không? Thì phải cho mượn người đó, thì phải tết phải cho ứng tiền mình xài nữa. Nói chung thì mình thiếu thì mình ứng nữa. Chứ như mình đi mình đứng hoài hoài vậy đó. Nghe bà cậu mốt. Bà tết thì bà tết làm lại. Chú ba âm thiếu lại nhiêu chú ba? Thiếu lại 21 triệu 800. Thiếu lại 21 triệu 800 à? Được rồi, chia thiếu lợi ít quá vậy, giờ càng ngày càng nhiều ta. Cái đợt tết là gì đó, đợt tết là thắt đồ ít tiền. Mấy ăn tết đi đâu có tiền không, còn là tưởng như đánh lẩu dầu không vậy đâu, đánh cầm chừng mà chia không có tiền thôi. Thà là khúc mấy khúc trước á đánh xong giờ chia tiền luôn, có tiền đó. Mấy chuyến sau đánh không có đồ, tóc đầu là 5 tỷ gì đâu mà khúc sau đánh đâu có, khúc sau toàn lỗ dầu không à, nhảy có giả nào lời đâu. Chung mà chia tiền xong rồi âm lại không, nhưng mà anh em cũng sương sương nha. Nói chung là thì mình mượn trước thì mình chạy ao rồi chứ biết sao giờ chứ ba. Hôm nay mình đi Yến Ghe chi tiền mà mình ghé nhà Hoàng Anh ăn mừng nha cả nhà, ăn mừng mình thiếu chia tiền còn thiếu lại 21 triệu. Ăn mừng với anh em bốn người à. Nói chung là mấy anh em kia buồn hết trơn, dễ hết trơn luôn rồi đó. Dạ, dư thì còn nói chuyện đông đông chứ. Mình hiếu trốn luôn không ra luôn mà. Không, nếu mà nào anh chứ. Mình nếu nãy mình thiếu là thiếu lại 4 triệu mấy đó. Đúng rồi. Nếu là 4 triệu mấy chục ngàn hay gì đó. Khali giác thì cũng là mười mấy á. Thì giác âm lại mười mấy. Đúng rồi, làm sương sương cái nhảy. Chứ lẽ xuống đây rồi không lẽ đi về không cũng buồn đó chứ bạn. Mình không có dư thì mình cũng còn được cái mình vui vẻ được rồi. Sương sương liên quan à. Người ta thì dư tiền mà ăn liên quan, mình thiếu tiền mà có ăn liên quan gì. Cũng ăn gì, ăn hết chút. Rồi vô đi chú bài. Nhưng mà năm nhà luôn. Cũng là năm mới là làm ăn khấm cá hơn chứ bạn. Rồi cảm ơn của anh luôn. Thì năm nay nó vậy rồi tới năm sau nữa nó như sao. Đầu năm thì ngon rồi. Là đầu năm thì đi ghe thì phải vậy á. Đúng là tết thì nó cũng cào nó thắt thu hơn cút. Chứ năm nay ông làm bao nhiêu 5-6 cái cào đó. Ừ, nghĩ sao mình tính lại nhiều. Đúng rồi. Mấy cây lương, mấy cây lương lương mấy cây lết đó, lết làm lại nữa. Chân này dễ ăn nè, này mềm dễ ăn chú ba. Hôm nay cậu ai làm rồi đó, đem ra đó rồi chưa cầm dán rồi đó. Ừ. Để coi ghi giác chạy hoài nó ghé lại. Chơi rồi. Ghi giác âm là nhiêu ghi giác? Nói chung là năm nay mình dư được 70-80 cả nhà. Cái này là chủ ghe là xì tết cho mình nha. Cả nhà. Lâu quá không gặp cả nhà mà... Nè bữa nay mà mình đi chơi tiền mà chủ ghe nó lì xì tết. Nửa năm nữa
Ừ, đi nữa nó lộ cho anh bác. Nói chung là năm nay anh em đi cũng trúng mà nói chung là một điểm cũng được chai chỉ ra chỉ, nhưng mà năm nay mình ăn được 8 điểm. 8 điểm là âm nợ lên mười mấy triệu. Gái gác ngay 10 điểm không ta? Ừ, nó ăn đủ. Gác 10 coi, là được ba mấy triệu á. Nói với anh nuôi á, nói chở ra 3 triệu. Ăn tới. Chứ là tôi không có đi luôn á mà tiền thôi, vậy tiền này là xì tát, đi xì tát đấy. Sao lại ở nhà với Khali Hoàng Anh quá. Xì xì tát, xì xì tát. Nói chung là cái này Hoàng Anh lì xì cho mình nha cả nhà. Nói chung là anh em mình cũng nói chung là tiền kiểu như là anh em gắn bó với nhau này kia rồi tết thì chúng như tiền đi quay mà... rồi anh em có thì mình chia nhau. Đúng rồi. Cái này cũng cảm ơn anh. Cái này là bọn anh là anh em mà thương nha. Này phần chú ba ngon hơn ông bên kia. Không bọn anh nghĩ chú ba 3 triệu. Nói chung là giống như hỗ trợ. Còn mấy anh em thì mình dẫn đi nhậu này kia. Tại vì dưới kia là những người hỗ trợ thì quay video này kia hả chú ba. Cảm ơn Hoàng Anh nha. Chứ này 2 tháng là con ở nhà không. Nhưng mà bình thường thôi. Đây là kiểu như là tiền mừng Tết. Rồi chúc năm anh Hoàng Anh năm cũ bước qua năm mới vui vẻ và làm ăn phát đạt nha, chứ được nhiều anh em bạn bè xem kênh của Hoàng Anh cả nhà. Thì năm sau thì mình tiếp tục công việc nữa. Rồi thêm mấy cô giáo nữa, đừng có giống chú ba nha. Nhưng mà còn cu Nam với mình Hiếu nữa mà nó chưa lại nữa. Trời ơi, vô rồi vậy. Hả? Mình thấy chưa gà. Mình Hiếu nó trốn luôn rồi. Chú này ba cắt vô đi để rớt á. Cắt bỏ vô đàng hoàng để mà nhậu hồi công. Trời ơi, tụi là phải như chú Sáu rồi. Đi về mất tiền nữa lại. Thôi vô nè. Anh em mình vô thôi. Vô nè. Ừ, à. Mà cái mấy người ở nhà sao có nhiêu vậy đậu mà vô sao có gì đâu mà về tôi đi ghe thì đi ghe về tiền được nhiêu là không biết nhiêu tấm. Nói vậy cái tôi xuống mặt cái mình đồ mà Hồng Anh tới nó quay bỏ luôn không là trai nó tiền kia mà bao nhiêu tấm không biết nữa nè. Năm nay 20 triệu mấy à? 20 triệu nhau, 10 tấm 20 tấm thì 10 triệu nhau. Ghê đi về được nhiêu đó đó. Ngộ quá. Chi tiền được bao nhiêu 40 tấm không biết. Đồ mà muốn bài biết nhỏ hết trời. Không, bây giờ con nánh này hay hơn con nói. Chứ nó đi con nó như là mà nói cả nhà luôn phải không? Ờ. Đúng Nguyễn. Thôi giờ cả nhà ơi. Tại vì chiều mà đi ghe thì chia cũng không có lại lót gì nhiêu chứ dài mượn lại. Cái đồng tiền này là đưa lên. Ừ. Nên là Minh Bự ha, Minh Bự xỉu nhào nè. Ừ. Ừ. Rồi cho biết là Minh Bự. Đó. Ờ cái này là cái đồng tiền này là hỏi làm giấy đó. Vui vẻ với bà con. Ứng trước chứ không phải biết lo. Phách lối gì mà đưa bao nhiêu tiền á, không phải phách lối đâu. Tại vì đưa cái đồng tiền lên cho quý vị. Mới mớ quá quý vị có con đi ghe như tôi gì nè. Biết. Mới biết có đồng tiền như tôi nè. Nói đồng tiền mới mớ quá quý vị. 20 củ á. Mới mớ quý chị em cô bác có con á đi ghe như tôi gì nè, nó có tiền nè, nó xè ra nè 500 không chứ không phải 200 đâu nghe. Kỹ nha. Đó, như tôi vậy nè, đi ghe. Có con á đi ghe giống như tôi vậy nè. Đó. Xài 500 rồi vô chứ không xài. Trời ơi vậy luôn nè, đã nè. Thấy không, xè ra hoài là nó có hoài luôn á. Nè. Đó. Không phải xè 500 đâu, không xài 200 mà. Ừ, xài 500 đó, xè ra hoài là có hoài đâu. Mình bự mà. Chứ không phải mà xè nữa chừng nó hết tiền đâu, không có đâu. Đây nè, xè hoài có hoài nè, thấy không? Nó vẫn bự đàng hoàng, đồng tiền vẫn bự. Nhưng mà với cục thuốc nữa mà, cái tay cầm hết nổi rồi. Rồi, tôi xin chào tất cả
thì mình đã là cũng, đi nửa năm đó. Cảm ơn quý vị. Nó có cái đồng tiền đó nha. Tiền là tiền mượn trước, ứng trước. Bự xuống nhà nè. Ứng chủ ghe 20 triệu. Thôi khỏi ấn đâu. Đụng cái ta mà nói mình tệ gì vậy? Có sao nói vậy à? Mày đá, con thấy ngu à? Mày đá vậy à? Cái này là mình đi 6 tháng. Ê, đồng tiền mày là dư. Tại vì mình mượn có 5 triệu rồi mình dư nhiêu nè. Quý vị xem ha. Rồi mới mốt mà quý vị có con rồi cho đi ra đây quá trời tiền nhiều luôn rồi. Đây nè, tiền nhiều luôn nè. Đây nè, quý vị xem kỹ nha. Chứ tôi không có nói dốc nói láo rồi chứ. Đây nè. Mới mốt mày lại gặp mặt chữ không? Con tôi đi ra cửa đó. Rồi quý vị chạy về tất cả đây là mình bự xin nhau. Đó, quý vị sẽ coi cái đồng tiền này. Đó. Vì tôi không biết nói nhiều à, tôi nói nhiều thôi. Rồi. Có nói ở tù nữa làm không? Rồi. Chơi gì giấu chạy xuống. Dạ. 2-3 tháng rồi, nên là tết nhất rồi, chia tay ha. Rồi, để em về luôn anh. Rồi, ok, về luôn rồi chú bay. Nói chung là vậy nào có dịp rảnh thì con vô lên chứ con cũng chưa hứa trước nữa. Vậy đi. Nào có dịp rảnh lên chở thì tại giờ tết luôn luôn chuyện luôn chứ. Rồi. Nào có dịp về lên chở anh chơi. Xin chào Hoàng Anh và cả nhà nha. Rồi ok. Cái này cũng chảy rồi, 8 giờ xe đón nãy giờ. Rồi. Vậy mai mình xốc nóc lên chú bự. Ai xốc nóc. Mặt mới được nha. Ủa mặt không có chảy nha. Đừng nói đang đứng đây rồi. Rồi về lên chú bay. Dư chỗ rồi. Cái xe anh mà biết rằng có dư chỗ. Đúng mà không có vợ là nãy giờ lên xe đi giá trời đó. Vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Rồi ok chú bay về anh khỏe ha. Rồi ok ok. Trời ơi có vợ gì đã rồi. Xe đó. Đi xe. Rồi bây giờ chú ba đó cũng về chở nha. Giờ mình phải dọn dẹp vô trong thôi. Chung chia tiền anh em còn âm lại nên không may được vui ở lại có mấy người à. Thì ghe đi cũng đông, khoảng tầm mười mấy 20 người lận, nhưng mà chia tiền âm nợ không à. Nên anh em buồn anh em đã về sớm hết trơn. Còn chú ba ở nhà xe đợi xe nên ở lại chơi sương sương. Thôi giờ em sẽ dọn dẹp này vô cái. Nãy giờ dọn dẹp mới tắm rửa xong rồi cả nhà. Nói chung thì hôm nay thì cũng ngày chia tiền nhưng mà chia không có được chiều á nên anh em cũng cảm thấy cũng như không có được vui cả nhà. Rồi đi 5 tháng mấy mà chia cũng không còn dư á. Tại vì mình khi mà xuống ghe mình đi thì mình đứng trước 15-20 triệu rồi mỗi tháng thì mình mượn vài triệu á. Nên khi chia tiền á, sẽ số tiền nó âm lại kiểu như không có được dư á. Kiểu như là mình ứng tiền trước rồi mình xài á, rồi xong rồi mình làm á. Nên là không thấy có dư ngay cả nhà. Nói chung thì tại vì cũng đi ghe, tại vì tính theo cái kiểu mà tiền chia thì tính theo cái cá mực nhiều á. Cái gì mình ăn chia mà, kiểu như nếu mà ghe người ta mướn tháng mướn ngày á thì ta trả cái lương cố định, còn kiểu như mình ăn tiền chia theo kiểu như ăn theo sản phẩm thì cái mực nhiều thì mình được nhiều tiền, còn mực ít thì mình ít tiền như đó. Nên nhiều khi thì nói chung thì đi thì ít tiền á thì kiểu như mình làm ít lại thì mình cảm thấy mình khỏe, nhưng mà khi mà chia nhiều tiền á thì mình làm sẽ làm xuyên suốt này kia. Nói chung thì cái đồng tiền nào thì nó cũng có cái giá của nó trong đó chứ nha cả nhà. Nên nhầm ghe thì cũng chia rất là nhiều tiền, nhầm ghe thì cũng chia ít. Thì chẳng đi gà em cũng không muốn quay nữa cả nhà. Tại vì thấy chia tiền ít quá, mình quay lên thì kia nó nói chia không được bao nhiêu tiền hết trơn. Mà cũng quay lên mạng này kia, tại vì cả nhà thì không biết này, không thì có thể là cả nhà xem video thì cả nhà sẽ không nói. Còn có thể là mấy anh em mà đi ghe kia người ta vô ưa có vô bình luận này kia nói mình chia không có được bao nhiêu tiền hết trơn mà đặt quay lên mạng này nọ mất công. Nói chung thì có sao thì mình quay như thế đó thôi chứ không phải là mình quay mình để khoe khoang cái gì.
kiểu như nhiều người mà người ta cũng đi ghe giống mình đó các nhà, kiểu như đi ghe rồi ghe người ta chia có tiền á, ta sẽ vô bình luận ta nói trời ghe mà chia không có được bao nhiêu, rồi đặt quay lên mạng up này kia thì kia không công. Thì nói chung thì những cái bình luận đó thì em cũng không có để ý tới đâu. Nói chung thì hồi đó giờ những cái bình luận tiêu cực á em toàn em lướt qua xong rồi em bỏ à, kiểu như em ít có kiểu như em ít trả lời những bình luận đó, em cũng không có để ý đến những cái bình luận mà tiêu cực đó. Có những cái bình luận nào mà cô chú anh chị á góp ý mình thấy mình không đúng chỗ nào cái mình sửa hoàn thiện bản thân mình từ từ thôi, chứ cái những cái bình luận mà nói này nói kia thì em không bao giờ em để ý tới đâu. Em cứ thoải mái tự nhiên, ai muốn nói thì nói, tại vì cái cuộc sống là cuộc sống của mình, mình sống thì mình biết mình như thế nào thôi, chứ mình đâu có quan tâm người ta nói gì, tại vì người ta cũng không có hiểu về mình á. Người ta nói thì người ta chỉ nhìn về cái khía cạnh này kia thôi, chứ mình không có đứng ở trong cái cuộc sống của mình đó, nên người ta sẽ không có hiểu rõ, nên có những cái bình luận nói cái này kia rất là nặng luôn, nhưng mà em cũng không có quan tâm và không có để ý tới. Nói chung là càng quan tâm mà càng để ý tới mấy cái đó thì cho cuộc sống mình càng thêm đau đầu thêm nữa. Em cứ vui vẻ, ai nói gì em cũng like hoặc là em trả lời, em cười, em cảm ơn này kia thôi, chứ em không có quan tâm tới này kia. Còn những cô chú anh chị cũng có gửi lời chúc sức khỏe rồi này kia thì chúc thì cái đó em cũng rất là vui luôn. Nói chung thì nếu có thời gian rảnh thì em sẽ ghép cái những cái bình luận đó hết à. Nói chung cái bình luận nào mà tích cực chút này kia thì em cũng luôn luôn mà gửi lại phản hồi lại là những cái lời cảm ơn. Nói chung thì em cũng giải thích như thế thôi. Nói chung thì đáng lý ra là chia tiền ít thì em không cũng không muốn quay đâu, nhưng mà thì không lẽ là mình đi tới cuối năm rồi nhiều khi cô chú anh chị hỏi chia tiền được bao nhiêu rồi mình không quay lên thì không biết được là mỗi anh em mà đi một tháng được bao nhiêu tiền, để nhiều khi nói là đi ghe tiền nhiều thì ghe thôi. Bên những cái video này em sẽ quay lên luôn, chứ không phải là lúc nào mà tiền nhiều thì em mới đăng lên. Nói chung là có sao em quay gì, nói chung là tiền ít em vẫn đăng lên bình thường, chứ không phải là kiểu như là thấy ghe cào trúng rồi em mới đăng lên đâu. Nói chung là chia thì hồi nãy em cũng có quay rất là nhiều rồi, là hồi nãy mỗi người nói chung là cũng âm lại hết trơn à. Nếu mà tính theo trung bình đó nha, là đi khoảng tầm 5 tháng mấy là khoảng tầm 30 triệu nha cả nhà. Nói chung là em cái đó em tính là trung bình mỗi người luôn á, là 5 tháng mấy là mỗi người 30 triệu á nha. Cái đó là tính trung bình. Còn công việc của mỗi người á, mỗi người làm ở chức cái vụ này kia, mình có chạy lái phụ thêm hay là mình là có làm cái công việc gì nhiều hơn người ta thì mình sẽ tiền nhiều hơn người ta nha. Chứ không lẽ đi chung một ghe rồi người làm giỏi người làm dở rồi mình chia đồng với nhau hết trơn thì đâu có được. Phải có một người cao hơn một người thấp hơn, bởi chia cái công việc ra rồi nó mới ok được. Chứ nếu mà dưới ghe mà ai cũng chia tiền bằng nhau hết trơn á, những cái công việc mà khó cái người đó không làm được rồi ai làm công việc đó, đúng không cả nhà? Thôi bây giờ em cũng xin chào cả nhà luôn, hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Trong khi hiện tại em vẫn còn đang ở nhà, qua Tết thì em sẽ tiếp tục xuống biển để mà đi tiếp nha. Thì em sẽ lên những cái video ở chuyến trước để mất công cả nhà hỏi tại sao mà ở nhà mà vẫn có video trên biển. Nói chung thì lúc nào em cũng phải chừa những cái video để khi nào mà mình lên biển á, là lúc đó mình không có sóng, không có mạng điện thoại á, nhưng mà mình vẫn có video để cho cả nhà xem được. Chứ không có công là nếu mà em sẽ đăng hết trơn rồi á, đến lúc mà em ra biển á, khoảng tầm một tháng mấy là cái kênh em là không có video đăng nữa, đâu có được. Nói chung là nó mắc đề xuất tùm lum hết trơn á. Nói chung là những cái người mà làm ở trong YouTube á thì mới biết, chứ cả nhà chỉ xem video thôi, chỉ cả nhà phán rồi nói kia tại sao mà không quay ngày nào đăng ngày đó. Chung ai không muốn quay ngày nào đăng ngày đó đâu cả nhà. Chung thì tùy hoàn cảnh của mỗi người, chứ không phải là ai cũng như ai đâu. Thôi em cũng không có nói nhiều nha, em cũng xin chào cả nhà. Nói chung là cũng xin chúc cho cả nhà có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui cuộc sống luôn.
chung mình cũng gần bước sang năm mới rồi. Em chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha. Thôi, em xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video sau nha.